Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh chủ trì phiên họp chuyên đề của Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận và thông qua một số nội dung theo chương trình công tác. Tại phiên họp qua báo cáo đề xuất của các sở ngành liên quan, các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận và thông qua một số nội dung phục vụ quản lý điều hành. Trong đó, các nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố, về bố trí dự toán ngân sách để thực hiện các gói thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công, về điều chỉnh bổ sung dự toán 6 tháng cuối năm 2023 cho các cơ quan đơn vị địa phương, về tình hình xây dựng đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực, việc miễn giảm tiền thuê mặt bằng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 về kinh phí ký kết hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn các quận huyện về bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2023. Ngoài ra, phiên họp cũng đã thông qua nội dung về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định tổ chức quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan đơn vị.